Cùng Tâm lắp ráp và trang trí một bụi tre trung thu đẹp đơn giản ấn tượng. Phần đế của bụi tre là một bục gỗ được khoét sẵn 5 lỗ tròn. Mọi người lưu ý nên để vị trí lỗ theo hướng quay ra như trong video. Ở bụi tre lớn này sẽ có 3 cây cao 2m, cắm ở vị trí chính giữa, bên phải và phía sau. Các cây tre có kích thước cắm vừa vặn với lỗ và có các cành nhỏ vươn ra để dễ dàng trang trí. Lỗ bên trái cắm cây cao 1m6 và lỗ phía trước cắm cây thấp nhất cao 1m4. Dùng tay chỉnh nhẹ sao cho các cây tre góc nhìn không bị chồng chéo lên nhau. Khe tương đối ổn và bây giờ Tâm sẽ cắm 3 cành lá tre giả vào. Ở vị trí ngọn thì chúng ta chỉ cần cắm vào cây tre. Ở vị trí giữa cây thì dùng thêm dây kẽm hoặc dây rút màu trắng để cố định cành lá vào thân tre. Bố trí cành lá tre ở vị trí cao, vừa, thấp để tạo nên sự hài hòa. Và bây giờ sẽ là phần decor trang trí. Tâm vừa treo một chiếc mạt vẽ dân gian, lồng đèn ông sao, chữ Tết Trung Thu. Đối với lồng đèn bông hoa này thì chúng ta sẽ dùng thêm dây kẽm để cố định vào các mắt tre. Ở những vị trí cần treo đồ decor mà không có mắt tre thì nên bắn thêm một con ốc để treo đồ sao cho hài hòa và vị trí thích hợp. Phần trang trí này phụ thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi người nên mình có thể biến tấu và chọn phụ kiện cho phù hợp nha. Ở đây Tâm sử dụng những mẫu lồng đèn có kích thước to nhỏ khác nhau và nhiều màu sắc. Điểm thu hút nổi bật chính là chiếc mạt vẽ dân gian hình chú cuội, và cuối cùng để che đi phần gỗ thô của gốc cây tre, dùng một tấm vải nhung đỏ để bao phủ chỉnh sao cho gọn gàng đẹp mắt. Và ta-da! Và đây là thành quả rồi nè. Nhìn cách làm đơn giản nhưng kết quả thật là ấn tượng đúng không mọi người? Phần khó nhất của bụi tre này chính là phần đế bế lỗ sẵn và những cây tre có những cành nhỏ vươn ra, thì team Tâm Shopee Thế Giới Decor có làm sẵn và để bán cho mọi người luôn nha. Chỉ với bụi tre đơn giản này đã mang cả bầu không khí trung thu về nhà mình rồi đó. Bụi tre này rất thích hợp để trang trí ở một góc nhà, góc văn phòng, sảnh nhà hàng, khách sạn, tòa nhà chung cư hoặc là một điểm check-in thú vị cho khách tại quán cà phê. Mọi người hãy thử ý tưởng này xem sao nha. Đừng quên bấm like, follow và chia sẻ video giúp Tâm nhé. Bye. Bye.